ông này có bếp lửa này thì cực kỳ ấm, kiếm cái gì nướng là tuyệt vời luôn. Con trai ơi, đem cái gì con cầm tay lại bà coi xem. À, súp ba. Chào các bạn. Đây là con trai Văn Nhân đang cầm. Chào người nha. Chào người. Ồ, cái đầm cúc. Đùa thôi chứ cái đầm cúc này Ngô Đào đã làm cả buổi chiều và treo cho nó khô rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nướng. Bé thích ăn. À, bé thích ăn hả? À, hôm nay ba sẽ nướng cho hai con ăn món cúc nướng sa tế và tiêu xanh. Nghe rất hấp dẫn. À, rất là tuyệt vời. Rồi. Cúc nướng sa tế, tiêu xanh. Bé thích ăn không? Thích. Thích không? Thích. Ừ, rồi, bây giờ ba nướng nha. Các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em chim cúc đang nằm gọn gàng. Này không biết rằng mà ba không ba cầm dây thép ba xỏ vào vậy không? Nhân. Dạ. Có biết sao mà ba phải cầu cái dây thép trên đầu con cúc không? Dạ không. Ba làm như vậy cho nó ráo con cúc không? Phơi cho nó chảy hết nước á. Nướng ba ăn ngon thì ba. Ừ, nướng ngon lắm, ba nướng tuyệt vời. Xíu ba đem bàn cổ ngoại ra ăn thì. Ừ. Trở lại. Nó ráo, đầu tiên là mình trở cho nó ráo cúc này nè. Ráo đều. Sau đó bắt đầu để cho nó chín. 1, 2, 3, 4, 5, hai đứa con đang ngồi cộng tài. 2, 3, 4, 5, 6. 6 con hả gái? Trời thì mưa lắc phất, trời mùa đông đấy, đen thui, mưa đang bay lắc phất. Nướng luôn trong sân luôn các bạn ơi, nướng luôn trong sân luôn. Trở lại cho nó nằm chùm hổm lên. Đây là cái hũ gia vị. Đây các bạn ơi, hũ gia vị này mình làm cũng rất là dễ thôi. Tiêu xanh, hành, tỏi, ớt xanh, sa tế, rồi các cái loại phụ gia như là bột ngọt, cà no, mắm, tiêu, đường, vân vân. Tí nữa khi mà con cúc nó chín rồi bắt đầu là mình phết lên, phết cái gia vị này lên, nó còn kêu. Như là chín lớp dưới ra, bây giờ mình trở ngược lại. Bếp rất đơn giản, kê mấy cục gạch. Nhóm lửa lên là ok liền. Hết nằm ốc, bây giờ cho nằm ngửa. Phơi bụng lên. Một số em là đã kiếm vàng. Thơm không gái? Thơm rồi hả? Bé thèm không? À, tí ban mấy con? Hai ba con luôn hả? Ba con luôn hả? Ăn hết không? Cá lóc con này lớn quá mọi người. Các bạn thấy cá lóc con của mình đi lớn rồi nè.
Hello, con nói chuyện với khán giả đi. Chào đi. Chào các bạn. Hôm nay là sẽ ăn đồ vị ngon. Ăn đồ vị ngon à? Không, ăn chim cút chứ, ăn chim cút chứ. Ba chim cút cho bé ăn. Đúng rồi, ba ăn nữa. Khác, ăn hai cái. Hai ba con luôn hả? Rồi. Wow, thơm. Cái gia vị lên ok luôn. Bông. Bông. Mình chén này hấp dẫn quá nha nghe. Dạ. Mấy cúc đang nằm cái đứng cái thế thế này khó nói. Giờ đang đứng lên, không nằm xuống mà đứng lên. Ông úp nằm ngửa rồi bây giờ đến đứng thôi. Đứng, đứng lên. Bây giờ đang chín cái phần đây, cái phần đuôi nè, tức là phải chín hết lệ. Tưng lên xuống đẹp. Mưa lớn quá. Các bạn có nghe tiếng mưa sột soạt không? Bây giờ khoảng 6 giờ hơn là mưa. 18 giờ tối. Cho các bạn thấy cơn mưa tối. Mưa mùa đông. Rồi trời là đen như mực. Mưa mấy tôn đang đổ xuống. Trời rất là lạnh. Mưa lất phất này ngồi bên bếp lửa này là phải nói ấm tuyệt vời các bạn nha. Đây, cút của mình bây giờ nó đã gần chín rồi nè. Mình thấy rõ không? Ban đêm. Bây giờ là khoảng 18 giờ rưỡi. Sau khi mà nó chín xong là mình sẽ phết gia vị lên phát nữa là đúng bài luôn ha. Trở nó lại cái thế nằm xuống bắt đầu mình sẽ phết gia vị lên thôi. Rồi bây giờ vậy nè. Lấy cái phần lưng trước. Trở phần bụng lại. Có mùi tiêu xanh nha các bạn. Giả tiêu xanh này. Đầy đủ hết. Đầu, đuôi, đùi, cánh hết rồi. Ngon vậy bác? Ngon gì ngon không? Giá cũng biết ngon hả? Ngon lắm. Tí nữa là để ăn ba con luôn chưa, hai con luôn chưa? Ăn gì? Ăn bốn con. À bốn con à. Ăn sáu con rồi. Bốn con có sáu con, bé ăn hết sáu con hả? Yeah. Bé ăn nhiều nữa, còn hai ăn sao? Hết của hai luôn à? Bé ăn cứ bốn. À bé ăn bốn con.
ngược lại ra sắp rồi, giờ mình ngửa cho nó thấm, nó chín cái phần lưng, sau đó là phết một lượt phần ngửa này nữa, chúng ta có thể thưởng thức được. Đấy. Tôi đóng cái chân rồi. Anh ơi, sợ tôi đóng cái chân không? Nè, chờ nè, chờ vô đây nè. Trở lại lần cuối cùng là cái phần bụng cho gia vị cho xuống dưới thôi. Wow. Hấp dẫn. Trời mùa đông này. Cái món nướng là phải nói là hấp dẫn nhất thôi. Vàng ươm, đẹp các bạn. Cái gia vị các bạn cho sa tế là làm cái màu chủ đạo thì nó sẽ lên lên cái màu rất là đẹp. Có thêm một ít dầu điều. Mình thì nướng là mình thường hay cho dầu điều, dầu điều, dầu hào, tạo ra một cái sự mướt mát, với lại nó thấm vào thơm lắm. Gần chín rồi các. Hai trọng tài đang ngồi. Dạ các bạn. Giám sát. Giờ này là giờ nó chín rồi cho nên mình sẽ cho áp lửa. Hạ cái vị xuống thấp một tí là nó sẽ vàng nhanh, lửa nó áp, nó dậy lên cái màu vàng rất là đẹp. Vàng ươm hấp dẫn. Chín vàng rồi, bây giờ là sơ được rồi. Đấy, gấp ra những cái chưa vàng lắm mà để lại sao không là ba sao rồi đấy con. Còn ba em này chưa vàng lắm, thế chưa vàng, cho các bạn xem mà vàng ươm sa tế về tiêu xanh như thế rất là đẹp. Rồi mời các bạn cùng vào nhà với mình nhé. Rất là nóng.
vào. Ủa, bỏ lại. Nóng không nghe nghe. Trang cái đùi hỉ. Cái đùi với lại cái phần phần nạc. Này. Ừ, bạn thấy nhìn đúng cũng đẹp luôn. Ngon không gái? Ngon. Rồi này. Thơm không? Ngon. Lúc này là mình cắt miếng to to. Ui, chả nước miếng. Chả nước miếng mà. Ui, cái đồ đồ bị ăn chả nước miếng rồi. Ừ, ngon không ngon? Chú bé phải ưu tiên hàng đầu rồi, bé là ăn trước rồi. Ừ. Còn mình cắt cỡ 3-4 miếng thôi. Xong rồi chiều con để đựng cút, để xíu rồi đây cút. Cút tăng trong đó, đem cho ăn đi. Dạ. Chứ mình rễ bổng không rất giòn sáu con cút cắt được đúng một đĩa. À, bé ăn còn đó nè. Bé có đùi khác này. Nè, đùi khác đây. Các bạn xem một cái đùi rất tuyệt vời. Gái, nói ba nghe là ngon gì vậy? Ngon. Thơm không? Ừ, quá tuyệt vời đúng không? Rồi, mời tất cả các bạn cùng vào nha. Để ăn tối gia đình mình nha. Hiện nay đóng cửa này, đây các bạn thấy là cái nước chấm thần thánh. Nói là nó đùa thôi, chấm này là gồm có tương ớt, xì dầu, ngọt, đường, hành tỏi, ớt, sắt. Chà, ngon. Đây là 6 con cút nướng giờ thành một dĩa to. Kèm với lại dưa leo, rau quế. Mời tất cả các bạn cùng vào bàn ăn, lấy đồ ăn ra cùng gia đình mình nhé. Con trai con ngồi ăn đi con. Ừ, đây là con gái mình, cái đùi thứ ba rồi đây. Bé ăn 3 cái đùi rồi hả? Ngon không? Ăn hết cái đang nữa không? Nữa nghe. Ăn hồi nào ớn rồi. Chà. Mới có 3 cái mà bé ăn phải được 5 cái đùi bé. Bé ăn mấy cái đùi nữa. Thơm không? Đây, anh hai. Mời ăn nha. Anh hai ăn xong rồi cho cảm nhận xem. Sao anh hai nhân? Phát biểu xem. Dài. Dài. Thịt nạc. Béo không? Béo, thơm, ngon. Mấy điểm? 9. 9 điểm rồi, ok. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của Ngô Đào đến giờ này. Và các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Bây giờ Ngô Đào cùng cả gia đình xin chào tất cả các bạn.